Đây, xin chào các bác. Rét mướt này các bác có rượu chè gì không? Rét mướt này ngồi làm người lẩu với rượu chè thì thôi rồi các bác nhỉ. Cũng khoái lắm nhưng mà mỗi tội là mình cái tiểu lượng mình kém. Nhiều khi là thích lắm nhưng mà không chống được. Đấy. Đấy, rét tê tái này thì chỉ có uống để mưa chứ, chỉ có uống rượu thôi làm gì. Không uống rượu thì thôi, đành phải nghĩ móc cây vào và làm thôi. Nếu như em là người mê cây còn bác thì sẽ thích khác thì làm cái khác, đánh bài anh biết, làm ăn kinh tế. Em thì thôi, cố gắng sửa một số cái cây mình sẵn có ở đây, đang tiện về quê rồi các bác. Đấy, có cái cây này các bác nhìn chắc nó không nhận ra là cái gì, nó khó nhìn. Cây roi ấy bác, cây roi đường hay là cây mận, ở miền Nam gọi là cây mận này, cây mận đỏ ấy. Đấy thì nó cũng mini thôi nhưng mà hôm vừa rồi bị hai cây bị vỡ mất chậu, bị gà chó nó chạy vỡ mất chậu. Bây giờ vừa mới thay tạm vào cái này này. Đấy, chậu thì thay tạm vào cái này, trồng cái đã, cắt tỉa đi cho Tết nó có tí lộc đỏ đỏ nó vui các bác ạ. Mình nhìn nó cũng sắc sơ quá. Đấy, nó bị vỡ chậu. Giờ là cắt qua cái bác nhé, xem mình có chỉnh sửa bỏ dây được chưa thì bỏ. Vâng. Đấy, cơ bản nó như thế này. Nó cũng lùm lùm chả nhìn rõ đâu. Tí nữa cắt ra thì nhìn được. Đấy, lại vào cái xó này. Kéo thì mình dùng cái kéo cắt giấy của trẻ con. Đạp lắm. Lá này mùi thơm lắm. Mùi cái này cảm giác như mùi của quả roi ấy. Rất là thơm, rất thích mùi cái mùi này. Rất thích mùi cái mùi của cái lá. Đây, có tế cả tay.
Lạnh nó cái tay nó cứ ngượng ngượng mà cái kéo nó không phải chuyên mà nó cần tiếp cận. Đã chính thức lột trần trong mưa rét các bạn. Đấy, bây giờ nó như này. Có một cái cây có thể gọi trực lão được, hoặc cây nghệ thuật của phong cách miền Nam cũng được. Nó có một cái tử nó lai hai phong cách Bắc Nam. Đấy, vừa gửi cái lá này vừa ngắm xem nó về chỉnh nào. Nó hơi bị rối quá, hơi bị tham lam, hơi bị dày quá. Đấy, các bác có lẽ là bấm bớt đi đó nhé. Nó đang khóc kìa. Nó đang khóc đấy. Vi đang khóc. Ừ đâu? Ừ đúng rồi.
Làm để cho thiết đãi mình. Thiết đãi mình nhận nữa. Có 30 thôi mới được kiếm được 30 rồi đấy. Đấy là tiền khó lắm. 30 rồi là quá sung sung. Hả? Không bảo làm quá bê. Thôi. Hy sinh à?
Vâng, dạ. Yêu ấm đi. Chó chả đến nó đâu. À thế. Lết mưa này tìm chó chỉ có lẩu chó thôi. Từ này trời bây giờ trời đã sáng, và hôm nữa lại lọc đỏ chót đấy các bạn, lọc đỏ chót luôn. Cây tử này có vẻ không hợp lý lắm nhỉ. Tử này rồi tạm thời thế đấy các bạn ạ, chưa sửa gì nhiều đấy. Thì về đồ để về nói mà cái roi hay là cái mận đỏ thì
Con bà bé này thì ít người có, thường toàn là trên 1,5 m thì gì nhiều thì có. Đấy thì mini này cũng cũng ít đấy, mini ít bệ dễ ổn đấy. Sau này sẽ suy nghĩ để làm lại cái tử này các bạn, làm lại cái tử này, cứ đẩy nó ra sau một chút, ra sau đây một chút. Đấy đấy, có thể nói là lão mai vùng quý tử cũng được. Đấy, lão mai vùng quý tử, cậu thì rất là già nuôi nhưng mà lại có cái con nhỏ. Đấy là ý nghĩa của cái cây đấy, tức là cụ rất là khỏe đấy. Đấy. Đấy, cây roi. Không mang cái đôn xoay về. Đấy. Mẹ biết có thể là ghép nhẹ một hòn đá lên được. Đá dọc thân đấy, ghép dọc thân vào. Đấy. Dây nó cũng mới bác, chưa chưa ăn được rồi. Chưa ăn được, bị ăn dây cho nên là chưa vào vào dán được, chưa gỡ được. Càng ra nó càng rụt chịt lên thì tôi nghĩ là sau vỏ dây tôi nghĩ là rất là ổn đấy, cái này ổn, rất là ổn. Nghệ thuật đấy, mặt sau này nhìn rất là ok đấy. Đấy. Rồi, cảm ơn các bác.